Sài Gòn luôn muôn màu, muôn vẻ. Có thể nói, ở mỗi nơi, mỗi quận, mỗi phường đều có những con người và những món ăn thú vị và hấp dẫn. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ ghé qua một góc nhỏ của Sài Gòn ở quận 11 để đến với một chiếc xe bán xôi và các loại bánh được gói trong lá chuối hết sức độc đáo cùng chị chủ quán cực kỳ chiêu. Chị có tên là Tám Trần, với bộ trang phục dễ thương nên chị được mọi người ưu ái đặc biệt danh là cô gái Hà Lan. Nói chung là giá dao động là từ giá dao động theo khách hàng ăn, chị theo khách hàng ăn, nghĩa là khách hàng 10.000 chị cũng bán. Dạ. Có người ra mua 5.000 nhưng chả ăn cơm chị cũng bán. Trời. Chị vui vậy. Trời ơi, mình yêu quý. Lỡ hết chả rồi hết còn bánh còn thì sao? Bánh còn thì mãi vô, mãi vô. Cả nhà ơi, cả nhà có biết tôi đang đứng ở đâu không? Hai, xin chào cả nhà. Gia Phú Giờ Mèo rất vui được chào đón cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã đến với Phim Phú Travel. Thì như cả nhà đã biết thì ở Sài Gòn chúng ta rất là nhộn nhịp, rất là muôn màu, muôn vẻ. Thì ở cái đoạn đường Lê Đại Hành này, nói chung hầu như có duyên với cái đoạn đường này sao, mình gặp rất là nhiều, gọi có thể gọi là kỳ nhân dị sĩ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một số món bánh rất là quen thuộc với cả nhà, ở một chiếc xe rất là lạ, người bán cũng rất là vui tính và dễ thương. Thì bây giờ chúng ta sẽ chắc mọi người biết cô gái Hà Lan không? Cô gái Hà Lan, nhưng mà cô gái Hà Lan không ở Hà Lan mà cô gái Hà Lan đang ở Việt Nam. Ra đây, xin mời cả nhà chúng ta xem. Đây là cái bản xe ngày hôm nay, đôi tay chuyên nghiệp cô Tám Trần, cô gái Hà Lan, gia truyền ẩm thực thiên thần. Địa chỉ là 411/121A Lê Đại Hành. Nói chung là từ 3 tháng 2 mình quẹo lên Lê Đại Hành thôi. Chị di chuyển rất là di động. Mình sẽ vào trong mình hỏi kỹ hơn để cho cả nhà hiểu nha. Đừng quên like, share cũng như là ấn nút subscribe nha. Xin mời mọi người. Chọn Sài Gòn làm nơi lập nghiệp đến nay ngót nghét đã hơn 20 năm. Thậm chí từ chối nhiều lời mời hợp tác, chị Tám Trần đã chọn cách đẩy xe ung dung tự tại đi bán khắp nơi với phong cách riêng biệt của mình. Bên cạnh nụ cười tươi rói và giọng nói rộn rãng mang phong thái hào sảng của người miền Nam, thì chiếc xe đẩy của chị là tổ hợp của nhiều loại bánh và xôi như bánh giò, bánh dày, chả lụa, xôi khúc, xôi giò, xôi đậu xanh. Tất cả gần như vẫn giữ trọn hương vị truyền thống được ông bà chị truyền lại, từ vị dẻo dai của bánh dày, mềm mịn thơm của bánh giò và những miếng chả lụa cho đến hủ sa tế thơm ngon được làm theo công thức đặc biệt. Mọi thứ đều được chị cẩn thận, chỉnh chu, trau chuốt bọc trong những miếng lá chuối để hạn chế tối đa sử dụng túi ni lông. Dù ngày nắng hay ngày mưa thì cái nhà hàng di động tí hon của chị đều đón chào thực khách bằng một màu xanh mát mắt dậy mùi thơm lá dứa cùng nụ cười tươi rói. Còn chờ gì nữa, mời cả nhà hãy ghé qua xe bánh của cô gái Hà Lan nha. Rồi, xin giới thiệu với cả nhà, trước mặt cả nhà đây chính là chị Tám Trần, danh là cô gái Hà Lan. Dạ, chắc là giờ em xin phép hỏi chị một tí xíu ha. Chị chào các em nhé. Dạ, chị tên thật là chị Tám luôn hả? Chị tên của chị thật là chị họ Trần. Dạ, cho nên Trần. Tên của chị là Trần Thị Tám, nhưng mà chị lấy một chút biệt danh ở trong Facebook của chị là cô Tám Trần. Dạ. Thế còn tên một cô gái Hà Lan là các khách hàng đặt cho chị. Dạ. Trước khi chị vào Sài Gòn thì chị ăn mặc theo phong cách như này, chị đi bán hàng thì dạ. Chị cũng không biết, đầu tiên là chị cảm nhận cho nó gọn gàng thôi. Thế nhưng mà về sau là khách hàng ai cũng cứ ra là gọi cô gái Hà Lan, nên là chị thích quá chị nhận cái tên cô gái Hà Lan là chị làm cho dấu ấn của chị luôn để chị đi bán hàng. Dạ. Ăn vậy thôi. Bữa em tưởng là chị bán chắc chị có bán sữa Hà Lan. Chị nói là chị đội cái khăn vàng mà mặc cái bộ đồ nhìn rất là phong cách. Thì nói chung là mình thích nó gọn gàng. Dạ. Chị thích gọn gàng mà mình bán hàng là mình có một cái dấu ấn riêng. Dạ. Để mỗi khi khách hàng đến nhìn thấy chị là biết là chị rồi. Dạ. Thì họ cũng tin tưởng cái món ăn của mình, nó thứ nhất là an toàn vệ sinh, hai là hàng món ăn truyền thống đã lâu rồi. Dạ. Thì là rất là ngon, cho nên là mọi người là nhìn thấy chị là thích lắm. Dạ. Thích món ăn truyền thống nó nguyên chất. Dạ, cả nhà nhìn cho chị em chia sẻ cả nhà là cái đây là cái chiếc xe của chị nè. Nó như một gọi là sao ta? Một cái lều di động như dạng ngụy trang á, thời chiến tranh hồi xưa á, được lớp lá chuối lên rất là hấp dẫn và vui. Ở trong là chị treo bảng menu nè.
Đó, đầy quá trời thôi. Đây là các ly chị đựng nước chấm này, giấy lau miệng này, những hủ tiêu cho khách này. Đấy, hủ tiêu trên đây nữa hả? Hủ tiêu này cho khách hàng mang về. Bây giờ hành phi cho khách hàng mang về, còn đây là các nước chấm, khách hàng không ăn cay có cay. Dạ. Theo khách hàng thích ăn cái nào nó có bốn hương vị. Rồi chị giới thiệu từng đó, cái ngóc ngách trong cái ngôi đấy, nhà. Đấy, còn cái này nó giống như là một gian hàng ấy, dạ, mà họ ngồi nhưng mà chị vất vả thì chị lại phải đẩy đi. Dạ. Thế nhưng thôi, mình cái gì nó cũng có giá của nó, mình đẩy đi thì mình đỡ phải tiền thuê. Dạ. Hai nữa là mình phục vụ khách hàng tới tận nhà thì mình bán cũng đắt hàng hơn. Mà muốn ăn nó hết luôn, không bao giờ ế. Cứ 6 giờ là chị về rồi, là gọn gàng, chị nghỉ ngơi. Xong mà là từ sáng mai. Mà từ đâu là chị nghĩ chị, ra là lá chuối như vậy? Không, đầu tiên thì chị sinh ra lớn lên là chị là một cô gái quê hương nhá. Dạ. Ở miền quê á, ở tỉnh Hải Dương. Thì lúc mà chị vào trong đây thì món ăn của chị là món ăn truyền thống của người Việt mình, là tất cả các món ăn của chị là kể cả người nào ở nước Việt Nam mình ra nước ngoài cũng cảm nhận được cái món ăn truyền thống mình, không thể nào mà ví dụ như bánh dày này, yeah, rồi giò này, các loại giò này, hay là bánh giò hay giò thủ, các món ăn của chị bán là nó là cái món ăn của truyền thống của người Việt chúng ta. Đấy là mình lưu giữ. Thế do đó là chị mình nghĩ rằng là trên xe của chị này phải lá chuối thân thiện với môi trường. Yeah. Mà cách đây hơn 20 năm là chị toàn quán lá chuối này, dây nạt này chị buộc cho khách này. Thì nó vừa mát xe, nó vừa thơm lá dứa này, nó vừa thơm xe mà nó làm cho mình món ăn nó cảm nên nó thân thiện với môi trường. Không, em đứng này, em có thể mình cũng có thể hửi được những cái mùi đấy. Thế thì lá chuối này, lá chuối này là chị cứ gói này, gói đồ ăn cho khách hàng về nhà, gói giò, gói bánh giò là chị cứ đùm lá chuối này vào, xong là chị lấy dây lạt chị buộc cho khách. Dạ. Thì nói chung là chị cũng chỉ giảm được cỡ khoảng 50% thôi, còn vẫn phải dùng túi ni lông để sắt cho khách hàng về. Thì biết là như thế rồi, nhưng mà nếu mà ai tới tận nhà là chị không cho túi ni lông. Dạ. Mà chị bắt trong nhà mang đĩa ra chị mở, xong là mang đồ ra chị đựng cho cái giỏ, mang đựng cho chị không cho túi. Dân giả bữa nay cũng có đem dĩa nè. À đấy, đó, đấy, thế là môi trường, đấy, chủ yếu là dùng lá chuối, dây lạt này, rất là thân thiện môi trường. Dạ. Rồi bây giờ là cho em xác định một cái là vị trí của chị, bây giờ là coi như chị bán từ mấy giờ nè? Buổi sáng thì bắt đầu 10 giờ đến tới 12 giờ là chị bán tại nhà nhé. Tại nhà chị ở địa chỉ là 411-121A, Lê Đại Hành, phường 11, quận 11. Dạ, đấy. Thế thì bắt đầu là tới 2 giờ, 2 giờ là bắt đầu là chị đẩy đi đấy. Chị đẩy đi thì bắt đầu chị đi đường Lê Đại Hành, xong chị đi xuống vào đây đường Tống Lung, xong là chị ra đường Tuệ Tĩnh, xong chị vòng về đường 3 tháng 2. Dạ. Xong chị ra Lãnh Minh Thăng hết. Về. Nhưng mà vậy là cho nhiều chị bán dọc đường hay là chị lỡ có ai muốn kiếm chị? Muốn kiếm thì là bắt buộc khách hàng, hơn 20 năm nay là khách hàng có điện thoại của chị hết rồi. Yeah. Cho nên ai cũng có số nè, điện thoại là hỏi chị đang ở đường nào. Yeah. Chủ chị nói là chị đang ở đường 3 tháng 2 là họ chạy đi 32. Rồi. Chị nói là chị đang ở đường Lãnh Minh Thăng thì ra đường Lãnh Minh Thăng, đang ở đường Tuấn Hiệp thì họ ra đường Tuấn Hiệp. Thế thế thì quen rồi. Số điện thoại của chị bây giờ chị đọc số điện thoại luôn nè. 0902 0902 678 2007. Rất dễ nhớ. Đó. Số đẹp quá. Rất dễ nhớ. Rồi bây giờ là về món ăn. Món ăn thì nãy giờ em nói em không thấy được cái là chị bán cái gì luôn á. Món ăn thì đợt mấy đợt các em quay cho chị, các chú trước quay đấy, các chú hút quay đấy thì là độc gặp chị bán những cái món ăn như này. Đến nay hai em cũng lại như vậy, là bởi vì những cái ngày mà chị bán xôi là thường thường chị bán vào ngày rằm mùng 1. Mấy lại ngày chủ nhật là chị bán các loại xôi ăn chay. Đấy thì là chị bán xôi hạt sen, xôi bánh khúc, xôi vò, xôi gấc, xôi đậu phộng, xôi đậu xanh. Là xôi là chị bán vào ngày rằm mùng 1 với chủ nhật. Rằm mùng 1 chủ nhật là chị bán xôi. Đấy, bán cái xôi. Bánh là không có bán. Có ạ. Là không bán, là bánh là chị nghỉ luôn đấy. Các món này là chị nghỉ. Xong là đến từ thứ hai mà cho đến trong, còn nghĩa là ngày nào chị cũng bán bánh giò, bánh dày. Chỉ trừ trường hợp một tháng ngày rằm mùng 1 là chị nghỉ. Chị làm đồ chay. Chị bán đồ chay là bán xôi chay và bánh giò chay. Dạ. Rồi coi như là hiện tại là hôm nay là có chị bán mặn. Bán mặn là chị bánh, có bánh có bánh giò, có bánh dày, có giò thủ, có chả lụa. Là cái đó là bán ăn kèm hả? Là ăn kèm đó, cũng có người ta không ăn, nói chung là khách ăn cái gì thì bán cái đấy. Dạ. Như là có người khách không ăn giò thủ thì ăn chả lụa, có người ăn không thì ăn bánh dày không, là chấm muối tiêu là ăn bánh gì không. Đây là bánh giò. Đây là chị là bánh giò này. À. Chị bán ngay đây là cái, tất cả những cái thứ này là chị làm hết không hả? Chị làm hết. Món ăn của chị làm hết. Đây nhá, chị sẽ kèm một miếng giò thú này. Dạ. Một miếng chả lụa này. Chả lụa này. Một miếng chả quế nướng này. Quế nướng này. Đấy, một miếng chả lá ngon nữa này. Đó, đấy là một phần ăn của khách hàng là 30.000. Là cái này là 30.000. 30.000, có 30.000 thôi. Hành chị đấy góc này sợ có người ta không ăn hành chị đấy đây. Dạ. Rồi đây chị sẽ thêm muối tiêu. Rồi chị sẽ làm cho khách nhá. Em thấy có khi mấy cái giá chị không đeo khẩu trang có sao không em? Dạ không sao đâu chị. Em cái này có mấy cái giá 20, 25, 30, 40. 20, 25 thì chắc chị sẽ làm thế này. Đây là phần của nó là đặc biệt là 15 bánh, 15 chả, em hiểu không? À, bắn
ăn giòn là chỉ có 15 nghìn thôi, nhưng mà trả vào nó có 5 ngàn một miếng. À. Chị bán cách này 3 năm rồi, chị cứ thế thôi, không thay đổi. Rồi khách hàng yêu thương của mình khó lên giá lắm. Đó, một phần ăn như vậy là 30. 30. Đó. Một phần ăn như vậy là 30 đó, ăn thêm. Còn 20, 25 tức là một cái bánh giò rồi thêm... thêm một cục chả là 20. Đó, phần 30 ngàn đó, lo luôn em ha. Ăn. Em này, có 4 món truyền thống và bánh giò là 5 món truyền thống. Dạ. Bánh giày mang. Em bán giày nữa. Bánh giày để mang đi ha. Bánh giày này chị bán như thế nào, một cái, một miếng chả thì như thế nào? Nghĩa là cứ một cặp bánh giày, đây chị sẽ làm một phần 20 nghìn nhá. Dạ. Làm một phần 20 nghìn như thế này. Rồi, một phần 20 nghìn. Nói chung là giá dao động là nói từ giá dao động theo khách hàng ăn chị cũng biết. Khách hàng ăn. Nghĩa là khách hàng 10 nghìn chị cũng bán. Dạ. Có người ra mua 5 nghìn miếng chả ăn cơm chị cũng bán. Trời. Chị vui vậy. Trời ơi, mình yêu quý. Mình lỡ hết chả rồi hết còn bánh còn thì sao? Bánh còn thì người ta cũng không cần chả. Thì không, bao giờ chị cũng bán dư lúc nào. Cái này nhá, bây giờ cái này là một cặp bánh dày mới chả nhá. Dạ. Miếng chả như này này đúng không nào? Là thêm miếng vào đi. Thêm miếng vào đi. Ha. Đó, hai miếng chả và một cặp bánh dày như này nhá, thêm miếng nhỏ đi. 20. Đó. 20. Vậy là 20 đúng không? 20 nghìn đây, chị sẽ cho rau. Chị vẫn bán cho khách ăn như vậy đó. Cho em thêm một cái đi, một y vậy luôn. Như đi. Thế này nhá, là 20 nghìn nè. Dạ. Em ơi hành phi để em chị làm cho chúng chục. Như thêm một bộ nữa đi, chị để vô chung chung giùm em được không? Thêm bộ nữa nhá. Truyền lại đó hả? Của các cụ mình truyền lại đấy, chị học lại. Dạ. Mà nói chung là phải thông minh đấy em ạ, khéo tay mới làm được. Rồi thêm cái chả kia nữa. Thêm chả này nhé. Dạ đó, thì dạ. Y một bộ vậy đó. Một vậy là 20 ngàn là sẽ 20 3 miếng chả. Thôi phần như thế này là 30 đi. 30 đi, phải 30 ngàn đi, đúng không? Chị cứ bán đúng giá cho em đi. 20 này, 20 mấy cái này, 10 là 3. Thôi, 30 đi, còn cái này lì xì thêm. Trời ơi. Chị cứ lên phiến thế đấy. Rồi. Cái câu này là một khách hàng quen thuộc chị lắm rồi. Nói chung là chị... Chị cứ vui vui ấy. Chị cũng không kỹ lắm bởi vì mình làm ra. Chị không có quan tâm. Không tính, không, chị không, nghĩa là chị bán hàng, chị không có chặt chẽ đâu. Dạ. Chị lên phiến lắm. Có lỗ không? Không. Không lỗ không hả? Nói chung là cứ vui đi. Vui quá. Nhiều người hoàn cảnh khổ, chị không, nghĩa là các cụ già bệnh tình là chị không bao giờ lấy lời. Chị nói đúng cái vốn chị làm ra chị bán. Kể cả nhà giàu chị không quan tâm. Không phải nhà giàu mà ai cũng cha mẹ cũng sướng đâu nhé. Không phải nhà nào giàu mà cha mẹ cũng sướng, dạ, cha mẹ rồi. Cũng khổ. Chị thương mà vì họ cũng sống được bao nhiêu đâu, tuổi già rồi. Chị làm phước luôn, thực tế chị nhìn thấy chứ chị không có gửi gắm ai gì á, mà chị thực tế. Rồi. Còn nếu như bây giờ ai đặt hàng đi làm từ thiện thì chị góp cổ phần. Đó. Rồi. Chị là như vậy á. Dễ thương quá. Ừ đó. Cảm ơn chị. Ừ đó, như thế này này, ngon không? Rồi, bây giờ chắc là sẽ kiếm kiếm quán, cà phê gì đó để ngồi ăn. Rồi, như vậy là đã tới giờ ăn. Thì bây giờ nói chung là mọi người cũng thông cảm, coi như là mình cũng không thể nào khống chế được vì cái năng lượng của chị Tám rất là nhiều. Chị nó như bắn ráp vậy, không thể nào mà Tuyền đã dừng lại và khai thác hết được cái chia sẻ cho mọi người. Thì bây giờ nói chung là cái địa chỉ và cái số điện thoại của chị ngoài hồi nãy chị mới đọc thì tụi mình sẽ để ở phần dưới mô tả nữa để cho ai ở gần và hứng có quan tâm đến cái món này và muốn gặp chị thì có thể liên hệ và thông qua hai cái địa chỉ để mà đến gặp chị nha. Rồi thì giá cả nói chung là dao động từ bao nhiêu chị cũng bán, 20, 10, 15 gì đó, rất là đầy đủ. Bây giờ thì Gia Phú và Mèo xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta thưởng thức bánh giò và bánh dày. Bây giờ chúng ta sẽ ăn bánh dày trước đi. Có thể nói thì chị đã cố gắng hết mức có thể để mà để gọi là thân thiện với môi trường rồi, nhưng mà buộc vẫn phải sử dụng hộp xốp và bánh lâm để đựng cho mọi người thôi. Sẵn tiện ở đây chắc Phú cũng chia sẻ luôn, đây là cái món bánh mà Phú không thích nhất. Nhiều người la nó ngon mà không, tại mình ăn mình cảm thấy nhai nó mỏi miệng quá. Chị cho rau, có dưa, có rau răm, rồi dưa leo, bào sợi, có muối tiêu. Bây giờ thường ăn cái này ăn với muối tiêu. Như vậy. Bánh nó dẻo ghê. Dạ, khổ vậy. Thực sự là cái món bánh này không nghĩ có nhiều người thích cái món bánh này. Mình thì không có ăn ác cảm gì chứ món bánh này chỉ là mệt lúc mà khi nhai thôi. Đúng là nó dày và nó dẻo.
ngay mỏi miệng. Mới hành phi nha. Nha, hành phi nhà chị tự làm luôn nè. Em phải chị nha. Chị có cho nước tương, xương ớt nữa. Nó kèm. Bây giờ xanh mướt à. Chấm luôn. Cái tường như sa tế của chị á. Nè hả cậu ngon. À, chị có một loại nguyên liệu nữa đó là chả, chả này nãy chị nói là chả quế chiên dầu mè thì phải á. Mình nhớ vậy á. Ăn kèm. Lần đầu tiên mình ăn bánh dày vậy á. Thường thường thấy người ta bán bánh dày chỉ là bán cái như vậy thôi. Bán một cái rồi ăn chứ đâu có rau ăn kèm như vậy đâu. Cho nên ăn về nó cũng đỡ ngán. Ờ, à, mình ăn thử nha. Ồ, cũng có nhiều rau chứ, có thêm rau. Cái lớp da ở trên. Chị chiên á, còn dầu mè á, chị cháy. Chả ngon ghê, chả ăn thơm ghê. Không mà phải công nhận cả nhà. Đi đường này nè, đường này nè, ai cũng biết chị hết á. Chị nổi tiếng luôn á. Chị là độc quyền thương hiệu. Phải công nhận là chị Tám Trần có một cái gọi là phương thức kinh doanh bán hàng rất là hay và rất là bắt mắt. Đây chỉ là một phần bánh giò 30.000 mà nhìn hấp dẫn, có rau ăn kèm. Lần đầu tiên hồi nãy thật sự là nãy ăn cái bánh dày á, là lần đầu tiên mình ăn một cái bánh dày mà cảm thấy không ngán vì có rau ăn kèm. Hành phi thơm giòn nữa. Này có gì ta? Bánh giò, chả lụa, chả quế chiên và giò thủ. Với một cái cây chả quế nữa nè. Chả bò. Xiên. Tuy là nhỏ mà thấy cái mỡ. Khó là quý lết không ăn. Sẵn rồi nha. Đó. Tết lại coi. Quay mặt cho bà coi. À, có một cái trứng cút. Cái bột của chị nó mịn, nó dính dính nhưng mà nó không có phải là dạng mà dính bị lợn cợn ở trong miệng nha. Về đi nó không có bị dính bị lợn cợn ở trong miệng. Ngon chứ. Một cái trứng cút à, ăn cái giò thủ nha. Ồ, giò thủ cái thịt ở giữa thấy rất là đỏ. Rồi của chị hơi hơi mỡ béo béo. Rồi nó không phải dạng giống như là chúng ta mua ở nhà chúng ta ăn có cái độ giòn. Hành phi luôn, chan nước lên luôn đó, xúc một muỗng lên luôn. Từ rồi bự ha. Rồi ôm hết luôn.
đưa em sắp giày á. Tôi chọn em. Bấm nút quay xe hơi ghê. Quyền lực ghê nóng. Nhiệm viên nào hơi ghê thì đưa nhà ơi. Ghế còn tốt ghê. À, rồi thì nói chung là ngày hôm nay hy vọng là đã đem một cái gọi là một cái góc nhìn về Sài Gòn rất là đa sắc đa màu và gửi đến cho cả nhà. Hy vọng là cả nhà có một cái clip hấp dẫn vui nhộn đã xem ngày hôm nay. Với bữa nay thì với món ăn là bánh giò và bánh dày. Thì ai yêu thích món bánh này và có thể đến vào hai cái khung giờ mà chị hồi nãy chị đang chia sẻ, và tụi mình sẽ ghi lại phía dưới mô tả để mọi người có thể đến thưởng thức. Vào ngày 1, 15 và ngày chay, ngày Chủ nhật thì chị sẽ bán các loại xôi. Rồi xin nói chung là cảm ơn cả nhà của chú anh chị các bạn đã theo dõi clip nãy giờ. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn để chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà những clip hấp dẫn kế tiếp. Trả lại chị cũ.